hướng dẫn điều trị thế nào thoát vị đĩa đệm. Hôm nay mình đang hướng dẫn cho mọi người liên quan khi bạn bị rồi một lần thoát vị đĩa đệm lưng, thoát vị đĩa đệm cổ hoặc là bị vai gáy hoặc là bị bò cơ vai thì bạn cần phải điều trị thế nào. Nếu bạn điều trị đang hiện tại đang điều trị thì bạn cần phải theo lịch thế nào, mình đang hướng dẫn cho mọi người. Số một, mình xem rồi rất nhiều người họ khi tập điều trị thì họ tập cái món khác nữa. Giống mình đang điều trị thoát vị đĩa đệm lưng thì mình tập đi bộ nữa, hoặc là chạy bộ nữa, hoặc là tập gym nữa, hiểu không, hoặc là tập squat nhiều nữa, thì rất nhiều thứ. Thì em đang hướng dẫn cho mọi người khi bạn một chỗ điều trị bệnh viện hay điều trị giáo viên yoga hay điều trị giáo viên gym, không liên quan. Liên quan là điều trị, khi bạn điều trị bằng một món giống yoga trị liệu thì bạn cần phải tập trung vào yoga trị liệu thôi. Xong bạn không được tập trung cho giảm cân hoặc là tập nâng cao yoga, không phải đâu. Nếu bạn làm giống ấy thì chưa bao giờ điều trị được đúng. Tại khi bạn theo điều trị đúng thì bạn cần phải theo rất nhiều thứ, giống bạn cần phải tập yoga điều trị nữa, xong bạn cần phải càng ngày làm việc thế nào, xong buổi sáng ngủ dậy thì cần phải làm gì, buổi đêm sắp ngủ thì bạn làm gì, cần phải theo bấm huyệt nữa, ra khơi nữa, hiểu không, rất nhiều thứ sắp xếp được là gọi điều trị, hiểu không. Bây giờ nếu bạn hiện tại điều trị một chỗ, xong bạn tiếp đi tập gym nữa, xong bạn tiếp đi yoga tập nâng cao nữa thì bạn chưa bao giờ điều trị đúng được. Thì mình đang hướng dẫn cho mọi người, nếu bạn điều trị một chỗ thì bạn cần phải số 1 tin ô mình khỏe được, chắc chắn sẽ mình khỏe được. Số 2, mình cần phải nghe của bác sĩ hoặc là nghe của giáo viên. Rất nhiều người điều trị ở bệnh viện nhưng mà ra ngoài thì họ tập món cái khác nữa thì bạn chưa bao giờ điều trị được đâu, hiểu không. Khi bạn điều trị ở bệnh viện ý thì cũng bạn cần phải theo của bác sĩ nói không được tập thể dục nặng thì mình không được tập thể dục nặng đâu, dùng lớp yoga nâng cao hoặc là tập chạy bộ nhiều hoặc là đi bộ nhiều, không được. Mình cần phải theo của giáo viên, mình cần phải theo của bác sĩ thì là gọi điều trị được đúng, hiểu không. Thì em đang hướng dẫn cho mọi người liên quan khi bạn điều trị một chỗ, số 1 thì bạn cần phải tính, số 2 bạn cần phải nghe của giáo viên nói tập gì hoặc là ăn gì thì bạn cần phải theo thôi, hiểu không. Nếu bạn giáo viên nói hoặc là bác sĩ nói không được chạy bộ nhiều thì bạn không được chạy bộ, bạn không được tập gym nhiều thì bạn không được tập gym đâu, hiểu không. Bạn nhiều theo được chắc chắn sẽ một tháng hai tháng là chắc chắn sẽ bạn khởi lại được, hiểu không. Namaste.